Anh là lãnh đạo hội thánh. Khi anh chị em không hành động như anh kỳ vọng, anh nổi điên la mắng họ. Họ cảm thấy bị anh kìm kẹp và trở nên tiêu cực. Anh rất đau lòng. Sự phán xét của lời Đức Chúa Trời giúp anh nhận ra căn nguyên cơn giận cũng như sự xấu xa bại hoại của mình và tìm ra các nguyên tắc thực hành. Tháng 10 năm ngoái, tôi đang giám sát công tác phúc âm của hội thánh. Vài thành viên mới trong hội thánh vừa bắt đầu thực hiện bổn phận, nên tôi thường thông công với họ về các nguyên tắc giao giảng phúc âm, đưa họ đi giao giảng phúc âm cùng tôi. Sau một thời gian ngắn, họ đều có chút tiến bộ cho nên tôi cảm thấy rất hài lòng. Để giúp họ làm việc độc lập càng sớm càng tốt, tôi đã giao cho họ tự thực hành giao giảng phúc âm. Lúc đầu thì khi các anh chị em gặp phải vấn đề gì tôi sẽ giúp đỡ họ bằng tình yêu thương nhưng sau một thời gian tôi bắt đầu chán ngấy chuyện đó tôi cảm thấy khinh thường họ tôi thường hiểu vấn đề ngay lần đầu tiên được dạy tôi đã dành nhiều thời gian để dạy mấy người vậy tại sao mấy người vẫn phải hỏi nhiều như vậy có phải lúc tôi dạy mấy người mấy người không chú ý lắng nghe phải không đã lâu rồi nếu mà mấy người vẫn chưa thể làm việc độc lập thì cấp trên chắc chắn sẽ nói tôi không giỏi làm công việc này, không biết đào tạo người. không được, tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc và cho mấy người một bài học. vì nghĩ như vậy, tôi đã nổi cơn tam bành, la mắng các anh chị em. ừ, vậy anh có thông công với các anh chị em về các vấn đề thực tế không? không có. à, có lần chị Ai nói với tôi qua điện thoại. anh ơi tôi muốn hỏi anh chuyện này một chút tối nay ta sẽ thông công về khía cạnh nào của lời đức chúa trời tôi liền nghĩ trước đó tôi đã nói với chị rồi mà tại sao chị vẫn không biết chị đã không lắng nghe lúc tôi nói sao tôi lớn giọng nói với chị chị có đọc cái tập tin cuối cùng mà tôi đã gửi cho chị không vậy sao lúc nào cũng phải hỏi tôi nghe tôi nói vậy chị không nói gì còn tôi thì tức giận gác máy ngay à, chắc hẳn chị ấy đã cảm thấy ức chế khi anh nổi nóng phải đó sau đó tôi nhận ra điều này và cảm thấy hơi tội lỗi nhưng rồi tôi lại nghĩ mình nói vậy vì muốn tốt cho chị ấy nếu không sao chị ấy tiến bộ được nếu cứ mãi dựa vào mình như thế có lẽ làm vậy sẽ giúp ích cho chị ấy sau khi nghĩ vậy tôi không còn lo lắng gì về chuyện này nữa ừ. ngày hôm sau người anh em cộng sự nói với tôi chị ái nói rằng hôm qua khi hỏi anh một câu anh đã liền nổi giận chị ấy nói bị anh kìm kẹp và rất sợ anh tôi không chấp nhận được khi nghe anh ấy nói vậy và thầm viện cớ thế này tôi có thể hơi gay gắt chút nhưng tôi làm vậy là để thúc giục chị ấy làm việc độc lập. nếu tôi không nói vậy, hệ có thắc mắc gì là chị ấy lại tìm tôi. vậy đến bao giờ chị ấy mới độc lập được? nhưng rồi tôi nghĩ lại, có thể mình đã nói chuyện hơi quá đáng. chị Ái mới bắt đầu được đào tạo, mình nên giúp đỡ chị bằng tình yêu thương, chứ không phải nổi giận và la mắng. đúng vậy. Ừ. vì vậy tôi đã gửi tin nhắn xin lỗi chị ấy. Hôm qua tôi sai rồi Tôi không nên nổi nóng với chị Mong chị thông cảm và đừng để bụng tôi nhé Lúc đó tôi đã mất bình tĩnh và làm chị buồn Chị ái nói là không có gì Sau đó tôi cũng đã không hề suy ngẫm lại và tự biết mình Sau một thời gian tôi được bầu làm người giao giảng Và được giao đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn Vài lãnh đạo và người làm công vừa bắt đầu được đào tạo và không quen với công tác hội thánh. Nên tôi thường thông công với họ về các nguyên tắc trong công việc. Tôi cũng sẽ giám sát họ trong công việc và giúp đỡ chỉ dẫn chi tiết cho họ. Lúc đầu thì khi họ không hiểu gì đó và hỏi tôi, tôi kiên nhẫn thông công với họ. Nhưng nếu họ hỏi tôi quá nhiều lần, tôi lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi la mắng họ rằng, sao các anh chị lại không hiểu nhỉ? Hồi tôi mới bắt đầu làm trong hội thánh, lãnh đạo giao cho tôi bất cứ việc gì tôi cũng sẽ nhớ thật rõ rồi hoàn thành một cách nhanh chóng thành thạo tôi đã nói trình bày và hướng dẫn chi tiết mọi thứ cho anh chị sao anh chị không làm đúng được chứ họ nghe tôi nói xong thì không nói gì nữa à, họ mới bắt đầu huấn luyện không học ngay được các kỹ năng cần thiết cũng là bình thường ừ. anh phải kiên nhẫn hướng dẫn đừng tỏ ra coi thường đúng vậy nói những lời đó có thể làm tổn thương người ta đúng là như vậy ngày hôm sau một lãnh đạo đã gửi cho tôi tin nhắn nói tôi ngu ngốc quá nên không làm công việc này được anh tìm giúp người khác thế chỗ tôi nhé tôi cảm thấy khá sốc chị ấy chính là một trong những người tập sự giỏi nhất sao chị ấy lại nghĩ như vậy sau đó một lãnh đạo nữa cũng gửi cho tôi tin nhắn nói vài anh chị em nói anh đang khiến họ cảm thấy ức chế Khi đó tôi mới bắt đầu phản tình. Tôi nhận ra mình đã không đối xử đúng đắn với khuyết điểm của người khác. Tôi cứ nổi nóng và la mắng anh chị em, thay vì kiên nhẫn hướng dẫn và hỗ trợ họ. Kết quả là họ cảm thấy ức chế. Sau đó tôi nghe nói, một người chị em quá tiêu cực do bị ức chế, đến nỗi hơn 10 ngày rồi vẫn không thực hiện bổn phận. À. nghe thấy sự việc đó tôi cảm thấy rất tội lỗi tôi không ngờ mình lại làm tổn thương các anh chị em sâu sắc như vậy tôi cảm thấy rất buồn và tự hỏi rằng tại sao mình cứ nổi nóng và gây ảnh hưởng xấu lên anh chị em khác nên tôi đã cầu nguyện với đức chúa trời lạy đức chúa trời con không muốn nổi nóng với anh chị em nhưng hễ có chuyện gì là con lại không thể kiềm chế con nên giải quyết vấn đề này của mình như thế nào đây? Xin Ngài dẫn dắt, chỉ dẫn con. Amen. Amen. Sau đó, tôi tình cờ đọc được lời này của Ngài. Ừ. Ừ. Đức Chúa Trời phán: Khi một con người có địa vị, họ thường khó kiểm soát tâm trạng của mình. Và vì vậy, họ sẽ muốn mượn cớ để chút bỏ bất mãn, giải tỏa cảm xúc. Họ thường xuyên nổi giận vô cớ để mà thể hiện khả năng của mình để người khác biết địa vị thân phận của mình là khác với người bình thường tất nhiên những người bại hoại không có địa vị gì cũng sẽ thường xuyên mất kiểm soát họ thường hay tức giận vì lợi ích cá nhân của bản thân mình bị tổn hại để bảo vệ địa vị và tôn nghiêm của chính mình bọn họ sẽ thường xuyên giải tỏa cảm xúc và thể hiện bản tính kiêu ngạo của họ con người sẽ nổi cơn tam bành và chút bỏ cảm xúc để bao biện cho tội lỗi. Những hành động này là cách con người thể hiện sự bất mãn, chứa đầy những sự bất khiết, chứa đầy những toan tính và mưu mô, đầy sự tà ác và bại hoại của con người và chứa đầy dã tâm và dục vọng của con người. Amen. 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 Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần tình trạng của tôi tôi suy ngẫm lại cái cách mà mình đã nổi nóng để bảo vệ địa vị của bản thân bình thường tôi luôn có thành quả trong công việc ai cũng nghĩ tôi là lãnh đạo có năng lực nhưng khi được giao đào tạo các anh chị em nếu sau thời gian dài mà tôi không thể giúp họ làm việc độc lập thì lãnh đạo cấp trên chắc chắn sẽ nói rằng tôi không có đủ năng lực nên khi các anh chị em vẫn không hiểu sau khi đã được dạy nhiều lần tôi bắt đầu rất khó chịu, mất kiên nhẫn. Ngay khi các anh chị em có thắc mắc và đến hỏi tôi, tôi sẽ nhân cơ hội đó la mắng chỉ trích họ để chút hết cơn giận trong lòng của mình. Tôi thậm chí còn so sánh họ với bản thân và thấy trách móc cũng như khinh thường họ. Kết quả họ đều thấy ức chế và thậm chí trở nên tiêu cực đến nỗi không muốn thực hiện bổn phận khi người khác chỉ ra vấn đề tôi đã không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề đó mặc dù tôi đã nói xin lỗi với chị ái nhưng mục đích ngầm là để bảo vệ địa vị và hình ảnh của bản thân mình cho chị ái thấy rằng hiếm khi tôi mới nổi nóng và việc này không xảy ra thường xuyên thông qua lời xin lỗi giả dối đó mà khiến chị ấy nghĩ tôi là người lý trí tôi nhớ đến lời của đức chúa trời một số người rõ ràng là có tâm tính xấu và luôn nói bản thân mình là người nóng tính chẳng phải chỉ là một kiểu biện minh sao một tâm tính xấu thì là một tâm tính xấu khi ai đó đã làm điều gì vô lý hoặc gây hại cho mọi người vấn đề là ở tâm tính và nhân tính của họ nhưng họ luôn nói rằng họ tạm thời mất kiểm soát tính khí hoặc là họ có chút tức giận họ không bao giờ hiểu ra thực chất của vấn đề đây có phải là mổ xẻ và tự bóc trần mình không? Tôi chính là như vậy. Nghĩ lại lời xin lỗi của mình trước đó, dù nghe có vẻ rất là đàng hoàng, nhưng tôi đã không hiểu bản chất vấn đề và vẫn cố bảo vệ cho mình. Tôi thật là đạo đức giả. Lúc đó, tôi cảm thấy rất tội lỗi tôi thường dạy anh chị em đối xử bằng tình yêu và lòng kiên nhẫn nhưng đó chỉ là những khẩu hiệu không phù hợp với hành vi thực tế của tôi phải mối thông công của anh khiến tôi ngẫm lại bản thân có đôi lúc khi nổi cơn tam bành tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi nhưng rồi nghĩ ra vài lý do có vẻ hợp lý và tự tha thứ cho mình kết quả tôi không thể hiểu mình và đạt được sự thay đổi chính xác là như vậy sau đó tôi tĩnh tâm suy nghĩ kiểm điểm bản thân tại sao cứ khi nào mọi chuyện xảy ra không đúng ý mình thì mình lại nổi nóng và bộc lộ tâm tính bại hoại vậy chứ tại sao mình lại không thể nào hợp tác tốt được với các anh chị em sau đó tôi đọc lời này của đức chúa trời đức chúa trời toàn năng phán sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người con người càng kiêu ngạo thì họ càng vô lý và họ càng vô lý thì càng có khả năng chống đối đức chúa trời vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ mà tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ kẻ cả với đức chúa trời và trong lòng không kính sợ đức chúa trời mặc dù người ta có thể có vẻ tin đức chúa trời và theo ngài nhưng họ không hề coi ngài là đức chúa trời họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và tự cao tự đại đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo và nó đến từ satan do đó vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết cảm thấy mình tốt hơn những người khác là chuyện nhỏ vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục đức chúa trời sự trị vì của ngài và sự sắp đặt của ngài người như vậy luôn muốn cạnh tranh với đức chúa trời để giành quyền cai trị những người khác loại người này không tôn kính đức chúa trời dù chỉ một chút nói chi đến việc yêu đức chúa trời hay vâng phục ngài những người kiêu ngạo và tự phụ, đặc biệt là những ai kiêu ngạo đến mức mất hết cả ý thức, không thể vâng phục Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ vào Ngài, và thậm chí còn đề cao và làm chứng cho chính mình. Những người như vậy chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất và tuyệt đối không kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu mọi người muốn đi đến chỗ họ tôn kính Đức Chúa Trời thì trước tiên họ phải giải quyết tâm tính kiêu ngạo của mình. Ngươi càng giải quyết triệt để tâm tính kiêu ngạo của ngươi, thì ngươi sẽ càng tôn kính Đức Chúa Trời hơn. Và chỉ khi đó, ngươi mới có thể vâng phục Ngài và có được lẽ thật và biết Ngài. Chỉ những người đạt được lẽ thật mới là con người đích thực. Amen. À à à Ngài phơi bày cắt nguyên tâm tính bại hoại của con người là sự ngạo mạn con người càng kiêu ngạo càng có khả năng chống đối ngài đúng vậy phải. tôi nhận ra mình cũng như vậy tôi đã không coi trọng những người khác nghĩ họ thấp kém hơn mình tôi luôn nghĩ mình có tố chất tốt mình có năng lực giỏi hơn những người khác tôi cũng luôn lấy những thế mạnh của mình để đánh giá khuyết điểm của người khác tôi thành thạo công việc ngay sau khi được dạy còn mấy anh chị em này thì mãi vẫn không hiểu sau một thời gian dài được dạy tôi đã nổi nóng chỉ trích la mắng họ không hề tôn trọng họ tí nào không thừa nhận thế mạnh và công lao của họ huống hồ là hỗ trợ họ bằng tình yêu ừ. khi các anh chị em này gặp vấn đề nào đó tôi không nghĩ xem mình đã thông công lời đức chúa trời với họ để giải quyết vấn đề của họ chưa hay có chỗ nào mình làm chưa tốt hay không thay vào đó tôi chỉ nghĩ họ không lắng nghe cẩn thận rồi nổi nóng với họ một cách bừa bãi và xử lý họ tôi thật sự quá ngạo mạn và quá phi lý hội thánh đang truyền bá phúc âm của đức chúa trời vậy mà tôi cứ hay nổi giận la mắng và kìm kẹp mọi người khiến cho các anh chị em ai cũng sợ tôi và còn khiến họ tự hạn định bản thân trở nên tiêu cực đến nỗi không muốn thực hiện bổn phận chẳng phải tôi đang gián đoạn cản trở công tác phúc âm sao nghĩ lại chuyện này tôi rất xấu hổ tôi đã không mang được lợi ích gì cho lối vào sự sống của các anh chị em khác thay vào đó tôi đã làm tổn thương các anh chị em của mình làm gián đoạn công tác của hội thánh tôi đã sống theo tâm tính ngạo mạn có thể hành ác chống đối đức chúa trời bất cứ lúc nào nghĩ lại những gì mà mình đã làm tôi thực sự khinh miệt bản thân tôi muốn tự tát mình mấy cái trong lòng tôi thầm cầu nguyện với đức chúa trời lạy đức chúa trời con đã ngạo mạn mù quáng xử lý mọi người làm họ tổn thương và còn gián đoạn công tác của hội thánh lạy đức chúa trời con sẵn sàng ăn năn thay đổi con cầu xin ngài dẫn dắt giúp con giải quyết tâm tính ngạo mạn. Amen. Amen. Một hôm tôi nghe được một bài thánh ca lời ngài sống theo lời Đức Chúa trời để thay đổi tâm tính của mình. <laughs> 除掉自己堕落的心情，能真正认识自己光景。知道自己该怎样做，有不明白的多多交通。知道自己该怎样做，有不明白的多多交通。 认不认识自己不行，先治自己的病。接着多吃喝神的话，揣摩神的话，凭神话生活行事，凭神话生活行事。 无论是在家或在任何场所，都能让神在里面掌权。脱去肉体天然，里面总让神化作主权，不愁你的生命不变化，慢慢你就觉得自己。 bài thành ca lời đức chúa trời này thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi qua lời đức chúa trời tôi đã tìm được con đường thực hành dù gặp phải tình huống nào phải tìm kiếm ý định của ngài tìm kiếm lẽ thật, giải quyết vấn đề của mình. Qua lời Đức Chúa Trời mà hiểu tâm tính bại hoại của mình. Từ bỏ bản thân trong đời sống hàng ngày, thực hành lẽ thật. Rồi tâm tính ngạo mạn của tôi mới dần thay đổi. Cảm ơn đây. Đức Chúa Trời. Vì tâm tính ngạo mạn, tôi la mắng kìm kẹp mọi người. Và luôn nghĩ mình là kẻ bề trên. Điều này đã chứng tỏ tôi thực sự chẳng hiểu gì về bản thân hết. Sự thật tôi chẳng có gì để phô trương cả tôi học hỏi nhanh trong bổn phận và may mắn có được ân tứ nhưng đó là do đức chúa trời ban chứ tôi chẳng có gì xuất sắc tôi nên tạ ơn ngài mỗi người đều có những tố chất và năng lực khác nhau các anh chị em đều có thế mạnh riêng của mình chị ái thì rất giỏi trong việc tương tác với người khác có lòng yêu thương và kiên nhẫn còn tôi chẳng có những phẩm chất đó nhận ra điều này tôi thấy xấu hổ. Tôi muốn thực hành lời đức Chúa trời khi gặp bất kỳ vấn đề nào, tôi sẽ ý thức từ bỏ bản thân thực hành lẽ thật. Amen. Đảm ơn Đức Chúa trời. Cứ so thế mạnh của mình với điểm yếu của người khác, thì chúng ta sẽ chỉ ngày càng ngạo mạn hơn. Đúng vậy. Chỉ khi tiếp cận đúng đắn khuyết điểm của người khác, cảm thông cho khó khăn của họ, thì chúng ta mới có lý trí. Ừ, đúng vậy. Chính xác. Tôi nhớ có lần nọ tôi hỏi một chị cộng sự về tiến độ của chị trong dự án chị ấy nói tôi chưa bắt đầu làm khi chúng ta thảo luận ý tưởng tôi thấy mình hiểu khá rõ nhưng khi thực sự bắt tay vào làm tôi không chắc phải tiến hành thế nào nghe thấy vậy tôi lại muốn nổi nóng với chị ấy tôi nghĩ chuyện này khó với chị vậy sao khi chúng ta thảo luận về dự án này tôi đã nói rất rõ mọi thứ mà sao chị lại quên được cơ chứ chị không tập trung vào công việc sao Xem ra tôi phải nói chuyện nghiêm túc với chị Lúc định nổi nóng với chị ấy Tôi chợt nhớ lời Đức Chúa Trời Nếu người ta có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời Một cách có ý thức Đưa lẽ thật vào thực hành Từ bỏ bản thân Từ bỏ những tư tưởng của riêng mình để vâng lời Và quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời Nếu họ có thể làm điều này một cách có ý thức Thì là thực hành lẽ thật một cách đúng đắn ừ. Amen. Amen lời đức chúa trời nhắc nhở tôi kịp thời tôi phải từ bỏ bản thân và thực hành theo lời ngài không thể cứ hành động theo tâm tính ngạo mạn có thể chị ấy chưa làm vì có một số vấn đề hoặc là chị ấy chưa hiểu rõ cách làm tôi nên hiểu tình hình thực tế xem xét thiếu sót của chị một cách đúng đắn vì vậy tôi đã bình tĩnh nói cụ thể về cách mà chị ấy nên tiến hành Dựa theo tình hình thực tế mà chị ấy trình bày Khi tôi nói xong Chị vui vẻ đáp Thì ra tôi nên làm như vậy Cuối cùng tôi đã biết cách làm rồi Cả <laughs> ơn Đức Chúa Trời Không nên nổi nóng Mà phải thông công rõ con đường thực hành Thì mới làm lợi được cho người khác Đúng đó <laughs> Khi chị ấy nói vậy Tôi cảm thấy rất xấu hổ Tôi luôn hô hào các loại khẩu hiệu trong công việc Nhưng lại không dành thời gian tìm hiểu vấn đề Và rắc rối của anh chị em chứ đừng nói là hướng dẫn tận tình cho họ. Nếu tôi kiên nhẫn hơn một chút và nói chi tiết hơn một chút thì chắc họ đã làm việc độc lập được từ lâu rồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Sau đó, tôi đọc thêm lời này của Đức Chúa Trời. À, hay để tôi đọc cho. Ờ à, được. Đoạn này. Ừ. Đức Chúa Trời toàn năng phán nếu ngươi chỉ nói giáo điều, giáo huấn và xử lý người ta, liệu có thể khiến họ hiểu lẽ thật và bước vào thực tế? Nếu lẽ thật mà người thông công không hề thực tế và chỉ là các giáo điều, thì người xử lý, giáo huấn họ cũng vô dụng thôi. Ngươi nghĩ rằng mọi người sợ ngươi và làm theo những gì ngươi bảo, không dám phản đối, thì cũng giống với việc họ hiểu lẽ thật và vâng lời sao? Đây là một sai lầm rất lớn. Lối vào sự sống thì không hề đơn giản như vậy đâu. Một số lãnh đạo giống như quan mới đang cố gây ấn tượng mạnh với mọi người, cố áp đặt uy quyền lên dân Đức Chúa Trời chọn, ép họ phải quy phục mình, vì nghĩ rằng sẽ giúp công việc của họ dễ dàng hơn. Nếu người thiếu thực tế của lẽ thật, thì chẳng bao lâu nữa vóc giạc thật sự của người sẽ bị vạch trần, bộ mặt thật sẽ bị phơi bày, và người rất có thể bị đào thải trong một số công việc hành chính có thể chấp nhận chút xử lý một chút tỉa sửa và sửa dạy nhưng nếu người không thể thông công lẽ thật thì cuối cùng người vẫn không thể giải quyết vấn đề và sẽ ảnh hưởng đến kết quả công việc nếu bất kể vấn đề gì nảy sinh trong hội thánh người cũng luôn lên lớp mọi người và đổ lỗi nếu người chỉ biết mất bình tĩnh đây chính là phơi bày tâm tính bại hoại và người đã để lộ gương mặt bại hoại xấu xí nếu ngươi luôn đứng trên bục và dạy đời như thế, thì theo thời gian mọi người không thể nhận được chu cấp sự sống từ ngươi, không thể đạt được điều gì thực tế. Thay vào đó sẽ cự tuyệt, ghê tởm ngươi. Amen. 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 Qua lời Đức Chúa trời, tôi nhận ra chìa khóa để làm việc với các anh chị em trong Hội Thánh là thông công lẽ thật rõ ràng với họ để các anh chị em trong hội thánh nắm rõ các nguyên tắc vậy mới có thể làm tròn bổn phận phải nếu tôi luôn nổi nóng la mắng mọi người thì không những không giải quyết vấn đề mà còn làm cho người ta căm ghét và tránh xa ừ. sau đó khi làm việc với người khác hay kiểm tra công tác mà họ đang làm trước hết tôi sẽ tìm hiểu vấn đề thực tế của họ nếu họ có gì đó không hiểu hay chưa biết tôi sẽ kiên nhẫn thông công với họ về nguyên tắc và lẽ thật giúp họ giải quyết vấn đề của mình. bằng cách làm đó sau một thời gian các anh chị em đã có thể tự mình hoàn thành một số việc và chúng tôi đã có thể làm việc hòa thuận với nhau. Tạ ơn đức, đức chúa trời. trời. Tôi cũng nhận ra việc nổi nóng la mắng không giải quyết được vấn đề gì chỉ có thông công lễ thật mới giúp đạt được kết quả trong công việc. Tạ ơn đức chúa, chúa trời. trời. nhờ đọc lời đức chúa trời tôi đã có chút hiểu biết về tâm tính ngạo mạn của mình và biết cách đối xử đúng đắn với khuyết điểm của người khác và có thể hợp tác hòa thuận với họ tạ ơn đức chúa trời toàn năng tạ, à, tạ ơn đức chúa trời, đức chúa trời.